Bạn đã bao giờ cảm thấy mình đang nỗ lực rất nhiều, nhưng dường như vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến gần hơn đến phiên bản lý tưởng của bản thân? Cảm giác này thường xuất hiện vào dịp năm mới, khi chúng ta tràn đầy năng lượng và quyết tâm lên kế hoạch từ bỏ những thói quen xấu, đồng thời xây dựng những thói quen tốt. Chúng ta tự nhủ lần này sẽ khác và thực sự quyết tâm thực hiện những điều đã hứa với bản thân. Nhưng không lâu sau đó, chúng ta lại dễ dàng rơi vào lối mòn cũ, vẫn còn cách xa hình mẫu lý tưởng mà mình khao khát. Vậy làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này và biến những thói quen tốt thành một phần tự nhiên trong cuộc sống? Cuốn sách Atomic Habits – Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ của James Clear sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời. Trong video này, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết nội dung cuốn sách, đi sâu vào những khái niệm quan trọng như vòng lặp thói quen, cơ chế dopamine, tầm quan trọng của môi trường và nhiều vấn đề khác. Thói quen nguyên tử. Hãy hình dung một chiếc máy bay đang trên đường bay từ New York đến Los Angeles. Nếu ngay khi cất cánh, phi công điều chỉnh hướng bay, lệch đi chỉ 3 độ, tương đương khoảng 80 inch, thì khi đến nơi, máy bay sẽ hạ cánh gần Tijuana, Mexico, hơn là Los Angeles, điểm đến ban đầu. Thói quen của chúng ta cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Những thay đổi nhỏ tưởng chừng như vô hại lại có thể dần dẫn chúng ta đến một kết quả hoàn toàn khác so với dự định, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Nói một cách khác, con người bạn chính là tổng hòa của tất cả những thói quen mà bạn đã tạo dựng. Atomic Habits nhấn mạnh sức mạnh của những thay đổi nhỏ. Một sự điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày dù bé đến đâu cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về lâu dài. Thay vì tập trung vào những hành động lớn lao, cuốn sách khuyến khích chúng ta tập trung vào những cải thiện 1% mỗi ngày. Chúng ta thường bị cuốn vào suy nghĩ rằng thành công chỉ đến từ những bước đột phá lớn. Tuy nhiên, chính những cải thiện nhỏ bé ban đầu gần như không đáng kể mới tích lũy thành sức mạnh to lớn theo thời gian. Nếu mỗi ngày bạn tốt hơn 1% so với ngày hôm trước, sau 1 năm bạn sẽ tốt hơn gấp 37 lần so với hiện tại. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn kém đi 1%, sau 1 năm bạn sẽ gần như bằng không. Thói quen có thể tích lũy theo hướng tiêu cực, ví dụ như sự căng thẳng hay những suy nghĩ tiêu cực, hoặc tích lũy theo hướng tích cực, ví dụ như kiến thức, năng suất, kỹ năng, cảm giác an yên và các mối quan hệ. Hãy nhớ rằng thành công không phải là kết quả của một sự thay đổi lớn lao nào đó, mà là kết quả của việc kiên trì, lặp đi lặp lại những thói quen tốt mỗi ngày. Khi bắt đầu theo đuổi một mục tiêu mới, chúng ta thường kỳ vọng vào một sự tiến bộ tuyến tính, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Ban đầu, những nỗ lực của chúng ta dường như không mang lại kết quả rõ rệt. James Clear gọi giai đoạn này là thung lũng thất vọng. Đây chính là lúc nhiều người cảm thấy nản lòng và bỏ cuộc, quay trở lại với những thói quen cũ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kiên trì vượt qua giai đoạn này, bởi vì kết quả thực sự của quá trình tích lũy những thay đổi nhỏ thường đến muộn hơn chúng ta tưởng. Cuốn sách cũng đề cao tầm quan trọng của hệ thống hơn là mục tiêu. Mục tiêu là kết quả bạn muốn đạt được, còn hệ thống là quá trình giúp bạn đạt được kết quả đó. Mọi người thường nghĩ rằng cách tốt nhất để đạt được điều mình muốn là đặt ra mục tiêu cụ thể. Nhưng tác giả lập luận rằng, ngay cả khi bạn không đặt mục tiêu, chỉ cần tập trung xây dựng một hệ thống tốt, bạn vẫn có thể đạt được thành công. Việc chỉ tập trung vào mục tiêu mà không chú trọng đến hệ thống có thể dẫn đến một số vấn đề. Chẳng hạn như người thành công và người thất bại đều có thể có cùng một mục tiêu. Đạt được mục tiêu chỉ là một thay đổi nhất thời không bền vững. Mục tiêu có thể tạo ra tư duy, được ăn cả ngã về không, gây áp lực tâm lý. Và quan trọng hơn, sau khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Mục tiêu giúp xác định hướng đi tạm thời, nhưng hệ thống mới là chìa khóa để đạt được tiến bộ thực sự và bền vững. Vậy hệ thống Atomic Habits, thói quen nguyên tử là gì? Thói quen nguyên tử là những hành vi nhỏ được lặp đi lặp lại thường xuyên, tạo ra những kết quả tích cực theo thời gian. Những thành tựu lớn thường được chú ý hơn, nhưng thực chất, những quyết định và hành động nhỏ hàng ngày mới là yếu tố quyết định đến thành công. Giống như nguyên tử là thành phần cấu tạo nên phân tử, thói quen nguyên tử là nền tảng tạo nên những thành công lớn. Sự thay đổi cá nhân diễn ra theo 3 cấp độ, mỗi cấp độ xây dựng dựa trên cấp độ trước đó và mang đến sự chuyển đổi sâu sắc hơn. Cấp độ đầu tiên dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi về kết quả. Đây là những thành tựu cụ thể hữu hình mà chúng ta hướng tới. Ví dụ như giảm cân, hoàn thành một cuốn sách hay chiến thắng một cuộc thi. Chúng ta thường tập trung vào cấp độ này, đặt nặng việc đạt được mục tiêu cuối cùng. Cấp độ thứ hai liên quan đến quy trình, tức là những hành động và thói quen chúng ta thực hiện để đạt được kết quả mong muốn. Thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân, chúng ta xem xét chế độ ăn uống, lịch tập luyện và những thay đổi trong lối sống cần thiết để hỗ trợ mục tiêu đó. Tương tự,
Việc hoàn thành một cuốn sách đòi hỏi một quy trình viết lách đều đặn và chiến thắng một cuộc thi cần sự chuẩn bị và luyện tập kiên trì. Tuy nhiên, cấp độ sâu sắc nhất, nền tảng cho sự thay đổi bền vững là cấp độ bản sắc. Đây là nơi chúng ta định hình niềm tin, giá trị, thế giới quan và cách chúng ta nhìn nhận bản thân cũng như mối quan hệ với thế giới xung quanh. Thay đổi ở cấp độ này không chỉ đơn thuần là đạt được một mục tiêu cụ thể, mà là trở thành một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn của chính mình. Để đạt được sự thay đổi thực sự, chúng ta cần chuyển trọng tâm từ kết quả sang bản sắc. Thay vì chỉ muốn học chơi một loại nhạc cụ, hãy hướng đến việc trở thành một nhạc sĩ. Thay vì chỉ muốn chạy marathon, hãy nuôi dưỡng khát khao trở thành một vận động viên chạy bộ. Khi bản sắc mong muốn trở thành một phần không thể tách rời của con người bạn, hành vi và thói quen của bạn sẽ tự nhiên điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh đó. Khi bạn xác định mình là một vận động viên chạy bộ, bạn sẽ bắt đầu hành động như một vận động viên chạy bộ. Mỗi buổi tập luyện không chỉ là một bước tiến đến mục tiêu chạy marathon, mà còn là một lời khẳng định về danh tính vận động viên của bạn. Tương tự, mỗi dòng code bạn viết củng cố hình ảnh một lập trình viên, mỗi quyết định bạn đưa ra trong vai trò lãnh đạo đều khẳng định bản sắc của một nhà lãnh đạo. Vòng lặp thói quen. Thói quen được hình thành khi một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức trở nên tự động. Về bản chất, thói quen là những lối tắt tinh thần giúp chúng ta giải quyết các vấn đề và tình huống trong cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Mỗi thói quen hoạt động theo một vòng lặp phản hồi gồm 4 giai đoạn: gợi ý, thèm muốn, phản ứng và phần thưởng. Để hiểu rõ hơn về vòng lặp này, hãy xem xét ví dụ về tiếng chuông điện thoại, gợi ý. Âm thanh này kích hoạt sự tò mò, khiến bạn muốn biết ai đang gọi, thèm muốn. Bạn nhấc máy để trả lời, phản ứng, và cuối cùng được thỏa mãn khi biết được người gọi, phần thưởng. Một ví dụ khác là khi bạn cảm thấy buồn chán hoặc trống rỗng khi làm việc, gợi ý. Bạn muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu đó, thèm muốn. Bạn kiểm tra mạng xã hội, phản ứng, và cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn hơn, phần thưởng. Theo thời gian, sự liên kết giữa phần thưởng và gợi ý ngày càng mạnh mẽ. Trong ví dụ trên, việc kiểm tra mạng xã hội dần gắn liền với cảm giác trống rỗng khi làm việc. Điều này có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Ví dụ như từ Facebook sang Instagram rồi đến YouTube, khiến bạn lãng phí thời gian đáng lẽ ra phải tập trung vào công việc. Vòng lặp càng được lặp lại nhiều lần, thì thói quen càng trở nên ăn sâu và khó thay đổi. Gợi ý có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như mùi hương, âm thanh, hình ảnh, con người, địa điểm, thời gian trong ngày, trạng thái cảm xúc, hay thậm chí là một thói quen khác. Việc nhận thức được những gợi ý đang kích hoạt các vòng lặp thói quen, cả tốt lẫn xấu, là bước đầu tiên để kiểm soát và định hình hành vi của chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất. Để khai thác sức mạnh của vòng lặp thói quen và xây dựng những thói quen tích cực, chúng ta có thể áp dụng 4 quy luật hoặc là nguyên tắc. Quy luật đầu tiên là làm rõ. Hầu hết các thói quen hiện tại của chúng ta diễn ra một cách vô thức, tự động đến mức chúng ta không hề nhận ra sự tồn tại của chúng. Vì vậy, bước đầu tiên là phải ý thức được những thói quen này. Một công cụ hữu ích cho việc này là bảng điểm thói quen. Hãy ghi lại tất cả các hoạt động hàng ngày của bạn, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Sau đó thì phân loại từng thói quen là tích cực, tiêu cực hoặc trung tính, dựa trên việc chúng có hỗ trợ bạn trở thành người bạn mong muốn hay không. Ở giai đoạn này, mục tiêu không phải là thay đổi thói quen, mà là quan sát và hiểu rõ chúng. Như Kai Jung đã nói, cho đến khi bạn biến vô thức thành ý thức, nó sẽ định hướng cuộc sống của bạn và bạn sẽ gọi đó là số phận. Tính mơ hồ là một trở ngại lớn trong việc hình thành thói quen mới. Thường thì nguyên nhân khiến mọi người không duy trì được thói quen mới không phải do thiếu động lực, mà là do thiếu sự rõ ràng cụ thể. Một ngày nào đó tôi sẽ có vóc dáng cân đối là một mục tiêu mơ hồ thiếu tính khả thi. Bạn cần xác định thời gian và địa điểm cụ thể cho hành động của mình. Hãy sử dụng công thức tôi sẽ hành động vào lúc, thời gian, tại, địa điểm. Ví dụ, thay vì nói tôi sẽ đọc nhiều hơn trong tháng này, hãy nói tôi sẽ đọc sách 15 phút mỗi ngày lúc 6 giờ sáng trong phòng ngủ. Một phương pháp hiệu quả khác là xếp chồng thói quen, tức là liên kết thói quen mới với một thói quen hiện có đã được thiết lập vững chắc. Công thức cho phương pháp này là sau khi thói quen hiện tại, tôi sẽ thói quen mới. Ví dụ, sau khi đánh răng tôi sẽ duỗi người trong 5 phút. Bạn cũng có thể xếp chồng nhiều thói quen với nhau. Sau khi đánh răng tôi sẽ thiền 10 phút, sau đó lên kế hoạch cho ngày của mình trước khi kiểm tra mạng xã hội. Việc thực hiện chuỗi thói quen này một cách nhất quán sẽ giúp củng cố và duy trì thói quen mới. Việc lựa chọn đúng gợi ý, tức là một hành động bạn thực hiện tự động mỗi ngày, như thức dậy, tắt báo thức hoặc đánh răng, là rất quan trọng cho sự thành công của phương pháp này. Vai trò của môi trường.
Trong cuốn sách của mình, James Clear lập luận rằng chúng ta thường đánh giá quá cao vai trò của động lực trong việc hình thành thói quen. Thay vì phụ thuộc vào sự bùng nổ động lực nhất thời, việc thiết kế và điều chỉnh môi trường xung quanh mới chính là chìa khóa then chốt để tạo dựng và duy trì những hành vi tích cực. Con người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường xung quanh hơn là sức mạnh ý chí hay động lực cá nhân. Việc duy trì một thói quen tốt trong một môi trường tiêu cực đầy cám dỗ giống như chèo thuyền ngược dòng, vô cùng khó khăn và dễ nản chí. Môi trường sống của chúng ta hoạt động như một bàn tay vô hình, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ định hình hành vi hàng ngày. Do đó, để hình thành một thói quen mới, chúng ta cần chủ động thiết kế lại không gian sống, làm sao cho những tín hiệu gợi nhắc thói quen tốt luôn dễ dàng nhận thấy, đồng thời loại bỏ hoặc ít nhất là che giấu những yếu tố kích thích những thói quen xấu. Để minh họa rõ hơn, hãy tưởng tượng bạn muốn uống nhiều nước hơn. Một cách đơn giản nhưng hiệu quả là đặt chai nước ở những nơi dễ thấy trong nhà, trên bàn làm việc, trong phòng khách hay bên cạnh giường ngủ. Muốn đọc sách nhiều hơn, hãy để sách ở những nơi dễ nhìn thấy thay vì cất kính trong tủ sách. Muốn chơi guitar giỏi hơn, đừng để cây đàn nằm im lìm trong hộp đàn. Hãy đặt nó ở nơi bạn thường xuyên đi qua, nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và cầm lên chơi. Môi trường xung quanh chính là tập hợp những tín hiệu tác động đến hành vi của chúng ta. Tuy nhiên, sự hiện diện của đồ vật tự thân nó không quyết định hành vi của chúng ta, mà chính là mối quan hệ, cách chúng ta tương tác với chúng. Đừng chỉ nhìn nhận môi trường như một tập hợp những đồ vật vô tri vô giác, hãy xem nó như một mạng lưới các mối quan hệ đang xen. Cùng một chiếc ghế sofa, với người này có thể là nơi yên tĩnh để đọc sách mỗi tối, nhưng với người khác lại là nơi để xem Netflix và ăn pizza sau giờ làm. Nếu mối quan hệ của bạn với chiếc ghế sofa gắn liền với sự thư giãn giải trí, thì việc cố gắng ngồi trên đó để làm việc tập trung sẽ trở nên rất khó khăn. Chính vì vậy, việc tạo ra những không gian riêng biệt trong nhà cho các hoạt động khác nhau là vô cùng quan trọng. James Clear khuyên chúng ta nên áp dụng nguyên tắc một không gian một công dụng. Khi muốn từ bỏ một thói quen xấu, ý chí có thể giúp bạn trong một thời gian ngắn, nhưng không phải là giải pháp lâu dài. Giải pháp triệt để hơn là loại bỏ hoàn toàn tác nhân gây ra thói quen xấu bằng cách làm cho nó vô hình, nằm ngoài tầm với. Ví dụ, nếu điện thoại thường xuyên làm bạn sao nhãng khi làm việc, hãy để điện thoại ở một phòng khác. Nếu muốn giảm cân, hãy cất hoặc bỏ hết đồ ăn vặt trong nhà, tránh xa tầm mắt và sự cám dỗ. Nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai để hình thành thói quen tốt là làm cho nó trở nên hấp dẫn. Bản chất con người là có xu hướng lặp lại những hành động mang lại phần thưởng và sự hài lòng. Hành động càng mang lại nhiều giá trị, chúng ta càng muốn lặp lại nó, cho đến khi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, một thói quen. Hiểu được cơ chế hoạt động của dopamine, một loại hormone và chất dẫn truyền thần kinh sẽ giúp bạn áp dụng nguyên tắc này một cách hiệu quả. Dopamine ảnh hưởng mạnh mẽ đến động lực của chúng ta. Mức dopamine tăng cao khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn, tràn đầy năng lượng và muốn hành động nhiều hơn. Trước đây người ta cho rằng dopamine chỉ liên quan đến cảm giác khoái cảm. Nhưng giờ đây, khoa học đã chứng minh nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng thần kinh khác, bao gồm động lực, trí nhớ, học tập, hình phạt và vận động. Điều thú vị là dopamine được giải phóng không chỉ khi chúng ta cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn, mà còn khi chúng ta mong đợi điều đó. Ví dụ, người nghiện cờ bạc có mức dopamine tăng vọt trước khi đặt cược, chứ không phải sau khi thắng. Tương tự, cảm giác thèm ăn đồ vặt, lướt mạng xã hội hay sử dụng ma túy đều liên quan đến sự tăng đột biến dopamine trước khi thực hiện hành vi đó. Ngay cả việc nghĩ về một kỳ nghỉ sắp tới cũng có thể khiến dopamine tăng cao, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả cảm giác khi đang tận hưởng kỳ nghỉ thực sự. Chính sự thèm muốn, sự mong đợi, chứ không phải niềm vui thuần túy mới là động lực thúc đẩy chúng ta hành động. Vì vậy, việc làm cho thói quen trở nên hấp dẫn, khơi gợi sự mong đợi là vô cùng quan trọng. Một chiến lược hữu ích được James Clear đề cập đến đó là bó cám dỗ, temptation bundling, kết hợp một việc cần làm nhưng có thể nhàm chán với một việc muốn làm, thú vị. Ví dụ, bạn có thể vừa xem Netflix, việc muốn làm, vừa tập thể dục, việc cần làm. Chiến lược này dựa trên nguyên lý Primark, cho rằng hành vi có xác suất xảy ra cao hơn sẽ củng cố hành vi có xác suất xảy ra thấp hơn. Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến việc hình thành thói quen là ảnh hưởng của nhóm. Con người là sinh vật xã hội, chúng ta luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Chúng ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những người thân thiết, bạn bè, gia đình và các nhóm mà chúng ta tham gia. Vì vậy, nếu muốn xây dựng một thói quen tốt, hãy tìm đến những cộng đồng nơi thói quen đó được coi là chuẩn mực, được khuyến khích và ủng hộ. Muốn khỏe mạnh hơn, hãy kết bạn với những người năng động, yêu thể thao. Muốn đọc sách nhiều hơn, hãy tham gia một câu lạc bộ sách. Tiếp theo, để thực sự làm chủ hành vi của mình, chúng ta cần hiểu rằng những ham muốn bề mặt,
những thôi thúc nhất thời, chỉ là biểu hiện của những động cơ sâu xa hơn. Chúng ta không ăn pizza chỉ vì muốn ăn, mà vì những nhu cầu sâu kín hơn, như nhu cầu sinh tồn nạp năng lượng, nhu cầu kết nối, ăn cùng bạn bè, nhu cầu được xã hội chấp nhận theo xu hướng. Bộ não của chúng ta không được tiến hóa để nghiện thuốc lá, mạng xã hội hay trò chơi điện tử. Hiểu được những động cơ nguyên thủy này, những nhu cầu cốt lõi sẽ giúp chúng ta kiểm soát hành vi của mình tốt hơn, đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn và xây dựng một cuộc sống lành mạnh, tích cực hơn. Các nền tảng và sản phẩm trực tuyến không tạo ra những động lực mới. Thay vào đó, chúng khéo léo khai thác những động lực vốn đã tồn tại sâu bên trong bản chất con người để thu hút và giữ chân sự chú ý của chúng ta. Những thói quen trực tuyến mà chúng ta hình thành ngày nay thực chất chỉ là sự phản ánh, là phiên bản hiện đại của những ham muốn cổ xưa, là hình thái tiến hóa của những thói quen đã ăn sâu bám rễ từ lâu. Nói một cách khác, những động lực cốt lõi chi phối hành vi con người vẫn luôn kiên định và không hề thay đổi theo thời gian. Để minh họa rõ hơn, hãy xem xét một vài ví dụ cụ thể. Những người khao khát kết nối, giao lưu và chia sẻ với những người khác có thể tìm thấy sự thỏa mãn trên Facebook. Những ai đang tìm kiếm tình yêu và mong muốn duy trì nòi giống có thể tìm đến các ứng dụng hẹn hò như Tinder. Khi chúng ta cần giảm thiểu sự bất định, tìm kiếm thông tin và tri thức, Google trở thành công cụ đắc lực. Và để tìm kiếm sự công nhận xã hội, khẳng định bản thân và chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống, Instagram và TikTok là một lựa chọn phổ biến. Cuối cùng, chúng ta hoàn toàn có thể lập trình lại bộ não của mình để yêu thích và duy trì những thói quen khó khăn bằng cách khéo léo liên kết chúng với những trải nghiệm tích cực, bằng cách tập trung vào những lợi ích mà một thói quen mang lại thay vì những khó khăn và trở ngại ban đầu. Chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận và khiến nó trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Ví dụ như thay vì nghĩ về sự mệt mỏi khi tập thể dục, hãy tập trung vào cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và sự sảng khoái mà nó mang lại. Việc dọn dẹp nhà cửa không còn là một sự lãng phí thời gian, mà là hành động tạo ra một môi trường yên bình, thoải mái và thư giãn. Tiết kiệm tiền không phải là sự hy sinh, cắt giảm hưởng thụ, mà là con đường vững chắc dẫn đến tự do tài chính trong tương lai. Ngược lại, để từ bỏ một thói quen xấu, hãy tập trung nhấn mạnh những lợi ích của việc không thực hiện nó, khiến nó trở nên kém hấp dẫn và dần dần mất đi sức hút. Quy tắc thứ 3, làm cho nó dễ dàng. Thời gian hình thành một thói quen không quan trọng bằng số lần lặp lại hành động đó. Mỗi khi lặp lại một hành động, cấu trúc não bộ sẽ thay đổi để thực hiện hành động đó một cách hiệu quả hơn. Sự lặp lại chính là chìa khóa vàng để hình thành thói quen. Nó kích hoạt và củng cố các mạch thần kinh liên quan đến thói quen đó. Khả năng thực hiện một hành động tỷ lệ nghịch với năng lượng cần thiết để thực hiện hành động đó. Đọc một trang sách mỗi ngày gần như không tốn nhiều năng lượng. Do đó, thói quen này rất dễ hình thành. Càng nhiều trở ngại thì càng nhiều ma sát giữa bạn và mục tiêu bạn muốn đạt được. Nếu phòng tập gym cách nhà 20 phút lái xe, bạn sẽ ít có khả năng đến đó đều đặn hơn so với khi nó nằm ngay trên đường đi làm. Do đó, hãy tạo sự thuận tiện cho những thói quen tốt để tăng khả năng bạn sẽ thực hiện chúng một cách thường xuyên. Thay vì cố gắng vượt qua ma sát, hãy tìm cách giảm thiểu nó một cách tối đa. Để xây dựng thói quen tốt, hãy giảm ma sát liên quan đến chúng và ngược lại, tăng ma sát liên quan đến thói quen xấu. Hãy tự động hóa hoặc chuẩn bị sẵn sàng môi trường xung quanh sẽ giúp giảm ma sát cho hành động trong tương lai. Ví dụ, chuẩn bị quần áo tập gym vào buổi tối sẽ giúp bạn dễ dàng bắt đầu tập luyện vào sáng hôm sau mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Tương tự, chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng từ tối hôm trước sẽ giúp việc chuẩn bị một bữa sáng lành mạnh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bạn có từng nghe nói về quy tắc 2 phút chưa? Quy tắc này giúp bạn thiết lập những thói quen nhỏ, làm nền tảng vững chắc cho những thói quen lớn hơn. Hãy đơn giản hóa thói quen mong muốn thành phiên bản 2 phút, chạy marathon 5 km trở thành xỏ giày và khởi động trong 2 phút. Đọc sách 1 giờ mỗi ngày trở thành đọc một trang sách. Hãy bắt đầu với thói quen cố định trong 2 phút, sau đó dần dần tăng độ khó và thời lượng khi bạn đã quen với nhịp điệu. Hãy tạo ra những rào cản giữa bạn và thói quen xấu. Nếu muốn xem ít TV hơn, hãy rút vít cắm sau mỗi lần sử dụng và cất điều khiển ở một nơi khó lấy. Nếu thường chi tiêu tùy hứng, hãy để thẻ tín dụng ở nhà hoặc ở một nơi bất tiện khi đi mua sắm. Quy tắc thứ 4, làm cho nó thỏa mãn. Đây là quy tắc quan trọng nhất trong việc thay đổi hành vi. Niềm vui, sự thỏa mãn là tín hiệu gửi đến não bộ rằng hành vi này tốt và nên được lặp lại. Hành vi nào được thưởng ngay lập tức sẽ được lặp lại. Hành vi nào bị phạt ngay lập tức sẽ bị tránh. Ba quy tắc đầu tiên giúp tăng khả năng bạn thực hiện thói quen. Còn quy tắc cuối cùng này sẽ giúp bạn tăng khả năng lặp lại thói quen đó một cách bền vững. Thói quen xấu thường mang lại cảm giác thỏa mãn trước mắt nhưng hậu quả lâu dài lại tiêu cực. Thói quen tốt thì ngược lại, khó khăn trước mắt nhưng kết quả cuối cùng là mỹ mãn.
Thành công trong hầu hết mọi lĩnh vực đều đòi hỏi sự hy sinh phần thưởng trước mắt để đạt được phần thưởng dài hạn và giá trị hơn. Việc xây dựng thói quen tốt và loại bỏ thói quen xấu là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì. Một trong những nguyên tắc cốt lõi là hãy gắn liền niềm vui tức thì với những hành vi tích cực và một chút khó chịu với những hành vi tiêu cực. Cảm giác thành công dù là nhỏ nhất cũng đóng vai trò như một nguồn động lực quan trọng, khẳng định rằng những nỗ lực của bạn đang đi đúng hướng. Hãy tận dụng sức mạnh của các biện pháp trực quan, chẳng hạn những hành động đơn giản như di chuyển một vật nhỏ như kẹp giấy, kẹp tóc, viên bi sau một khoảng thời gian hoặc sau khi hoàn thành một khối lượng công việc nhất định. Ví dụ sau 25 phút viết lách hoặc sau mỗi cuộc gọi bán hàng thành công sẽ tạo ra cảm giác thành công rõ rệt. Những chiến thắng nhỏ bé này sẽ tích lũy dần góp phần vào thành tựu lớn hơn. Các hình thức theo dõi trực quan khác bao gồm nhật ký ăn uống, nhật ký tập luyện hoặc thậm chí là đánh dấu số trang đã đọc được trong một cuốn sách cũng sẽ tạo ra một cảm giác chiến thắng nhỏ. Ứng dụng theo dõi thói quen là một công cụ đắc lực để ghi nhận tiến độ và thúc đẩy động lực. Chỉ cần đánh dấu hoàn thành một nhiệm vụ, ghi lại một buổi tập hay đánh dấu X trên lịch cũng đủ để mang lại cảm giác thỏa mãn. Chính việc theo dõi cũng trở thành một phần thưởng, củng cố hành vi mong muốn của bạn. Tuy nhiên, hành trình này không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy kém hiệu quả, những buổi tập không như ý muốn hay đơn giản là những ngày tồi tệ. Điều quan trọng là không được bỏ cuộc. Giá trị của việc chỉ cần xuất hiện là vô cùng quan trọng. Ảnh hưởng tiêu cực của những ngày thất bại mạnh mẽ hơn nhiều so với tác động tích cực của những ngày thành công. Vì vậy, hãy duy trì chuỗi thói quen của bạn bằng cách tiếp tục. Mỗi lần bạn đánh dấu hoàn thành một thói quen trong ngày, bạn đang xây dựng một chuỗi thành công. Việc duy trì sự hiện diện này là chìa khóa. Bỏ lỡ 2 ngày liên tiếp có thể là khởi đầu của một thói quen xấu. Ngay cả khi mục tiêu của bạn là 50 cái chống đẩy, việc thực hiện 10 cái vào những ngày khó khăn vẫn đủ để duy trì chuỗi hành động và ngăn chặn việc phá vỡ thói quen. Phá vỡ chuỗi hành động sẽ làm mất đi cảm giác thỏa mãn và khiến việc quay trở lại quỹ đạo trở nên khó khăn hơn. Một hành vi sẽ ít có khả năng xảy ra nếu mà nó đi kèm với hậu quả tiêu cực tức thì. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác cũng là một chiến lược hiệu quả. Việc chịu trách nhiệm trước một đối tác sẽ giúp bạn kiểm soát thói quen tốt hơn. Bản năng muốn được yêu mến và tôn trọng khiến chúng ta thường cố gắng tránh những hình phạt do không giữ lời hứa. Ví dụ, cam kết trả tiền cho đối tác mỗi khi bỏ lỡ buổi tập cùng với sự mất mát về lòng tin sẽ là một động lực mạnh mẽ. Hậu quả cụ thể và tức thời sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hành vi. Bạn có nghe nói về khái niệm hợp đồng thói quen chưa? Hợp đồng thói quen dù bằng lời nói hay văn bản là một công cụ hữu ích để tự chịu trách nhiệm. Tương tự như cách chính phủ sử dụng luật pháp, hợp đồng này nêu rõ thói quen bạn cam kết thực hiện và hình phạt nếu bạn không tuân thủ. Đối tác chịu trách nhiệm sẽ giúp bạn thực thi hợp đồng này. Kết hợp tất cả. Áp dụng những nguyên tắc này vào thực tế, chẳng hạn như xây dựng thói quen, luyện tập thể dục thường xuyên, đồng thời loại bỏ thói quen mất tập trung và lạm dụng mạng xã hội, đòi hỏi quá trình phân tích và lập kế hoạch chi tiết. Hãy bắt đầu bằng việc đánh giá thói quen hiện tại, Habit Scorecard, để xác định những thói quen nào bạn cần loại bỏ và những thói quen hàng ngày nào có thể kết hợp với thói quen mới. Mục tiêu là hướng những thói quen tốt về một phía và những thói quen xấu về phía đối diện. Để hình thành thói quen mới, bạn cần xác định rõ những tín hiệu kích hoạt và thiết kế môi trường thuận lợi. Ví dụ, để tạo thói quen tập thể dục buổi sáng, bạn có thể đặt tạ sẵn trong phòng khách và dán ảnh người có vóc dáng khỏe mạnh xung quanh nhà để nhắc nhở bản thân. Kết hợp việc tập luyện với những hoạt động thú vị như nghe podcast yêu thích cũng giúp tăng cường động lực. Thay đổi tư duy từ phải tập luyện thành tăng cường sức mạnh và có cơ thể khỏe mạnh hơn cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể. Mặc dù tập luyện cùng người khác hoặc tại phòng gym là lý tưởng, nhưng mà việc tự tập luyện tại nhà vẫn hiệu quả nếu được thực hiện đúng cách. Quan trọng là hãy làm cho việc thực hiện thói quen tốt trở nên dễ dàng và thú vị nhất có thể. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nếu thấy video hữu ích, hãy xem tiếp những video tương tự của kênh để ủng hộ nhóm nhé.